xin chào bạn đã quay trở lại kênh Gà Tiên. Trong video này mình sẽ giới thiệu sản phẩm mì tôm. Các bạn cũng đã biết mình rất thích ăn mì tôm. Và trong kênh YouTube của mình cũng review mấy thùng mì tôm ấy. Thỉnh thoảng lại review cho anh em những cái mì rẻ ngon, phù hợp với sinh viên, phù hợp với giá tiền, tiền túi của anh em. Thì hôm đấy Sen Đỏ có flash sale giảm giá mì này, mình thấy rẻ quá đặt luôn. Và cái quan trọng là được miễn phí ship. Cái hôm đặt là mình miễn phí ship, bình thường ấy, mua mì thì ship khá là đắt đỏ, ship toàn mấy chục nghìn, miễn phí ship nên quất luôn em này. Đây, cái sản phẩm thùng 30 gói mì không chiên, 365 hương vị lẩu thái hải sản, số tiền 56.000 đấy. Đấy các bạn thấy, thùng mì 30 gói mà 56.000, phải gọi là siêu rẻ luôn, chưa đến 2.000 một gói, rẻ hơn cả mì Ảo Hảo. Vâng, mình thấy có dòng chữ là quà tặng từ Nissin của Nhật Bản, thì mình nghĩ là thùng mì này là quà tặng thôi, thì shop không dùng nên bán, mức quà tặng thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn rồi. Đây, quà tặng từ Nissin, sấy giòn tự nhiên, lẩu thái hải sản, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây, hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. 30 gói, 68g một gói, mì này không chiên nhá, tổng trọng lượng 2040g. Cái băng dính quà tặng dán chi chít luôn. Chắc mua đồ gì của Nhật thì được tặng. Hạn sử dụng này, 9 tháng kể từ ngày sản xuất. Rồi, mình sẽ chế biến thử, nấu thử ăn xem ngon không. Đây, có 30 gói, mình sẽ demo một gói nhá. Đó, đây là túi mì của chúng ta, Japan Nissin, mì Nhật Bản 100% không chiên, sấy giò tự nhiên, 300g ít chất béo, hương vị lẩu thái hải sản. Bạn nào mà muốn giảm cân thì có thể ăn mì này. Mình muốn tăng cân cơ, nhưng mà thấy rẻ quá đặt mua thôi. Mì này bạn nào muốn mua mình để link mua dưới video nhé, tại vì mình thấy khá là rẻ. Đặc điểm nổi bật là ít chất béo, sợi mì tươi ngon, nước súp thanh ngọt. Ăn thử xem như nào. Cách nấu mì thì trong video nào mình hướng dẫn rồi, anh em đun nước sôi xong rồi bỏ mì vào bát, xong đổ nước sôi vào. Nhưng mà trong video này mình sẽ nấu mì theo kiểu truyền thống, có nghĩa là đun trực tiếp luôn, nấu trực tiếp luôn. Rồi quẩy thôi anh em. Có cái nồi nấu mì đã review rồi, tội gì không dùng đúng không? Ta cho nước vào thôi. Thì bình thường mình đợi nước sôi vào đổ vào đúng không? Rồi mình cho vào luôn. Đấy, uầy, vừa mở ra mình thấy mì này nó khá sexy anh em ạ. Tại vì mình thấy những cái viền bo tròn, chứ nó không vuông góc cạnh, không manly mà nhìn khá là sexy. Đây, sợi mì nhìn rất là nhỏ. Bạn nào không thích to mà chỉ thích nhỏ thì có thể mua mì này. To, nhưng mà mình nghĩ to thì sẽ sướng hơn. Mì rất sexy luôn. Trong còn rất là nhiều vụn này. Rồi ở đây có hai gói, thì chắc là một gói súp, một gói rau rồi. Không biết có rau sạch không. Này là gói súp. À, súp kèm với rau cả thịt luôn. Bắt đầu nghe tiếng sôi rồi đấy. Thì gói này là gói cay rồi. Vâng, bạn nào mà thích cay, thích cảm giác mạnh, thích phê thì chúng ta có thể cho cay vào. Đấy. Lần trước, ở những cái video trước mình review mì thì mình không thích cảm giác mạnh, nhưng mà bây giờ mình thích cảm giác mạnh. Ok, giờ đợi sôi và thưởng thức nhá. Sắp sôi rồi anh em, kèm nhỏ dãi rồi, bắt đầu thấy hơi nước bốc lên rồi, đọng lên vung rồi. Ok, sôi rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra chất lượng mì này xem như nào, không biết chín chưa. Rồi chúng ta sẽ xem mì giá rẻ hơn Hảo Hảo rồi. Xem nó ngon hơn không? Chín rồi anh em. Công nhận cái cam nấu mì này rất là tiện lợi luôn. Ngon. Vừa ăn thử 1-2 sợi thấy ngon đấy. Công nhận là dai thật. Đây, có rau và thịt nhá. Đấy, anh em yên tâm rau sạch nhá. Không biết các bạn có thích ăn rau sạch không? Mình rất thích ăn rau sạch. Anh em nào mà không thích ăn rau sạch thì chứng tỏ có vấn đề. Sợi mì đây anh em. Mời anh em nhá. Mình thèm quá rồi.
Cảm nhận này, thứ nhất là nó dai, thứ hai là ngọt, nó cũng khá là ngọt, ngọt hơn so với những cái mì khác, và cuối cùng mình thấy ngon hơn Hảo Hảo rất là nhiều. Ok, nói chung là mì này vừa rẻ vừa ngon hơn, nhưng mà sale thì nó mới rẻ hơn nhá, chứ bình thường thì như giá nó cũng xem ấy, nó cũng tương đương với Hảo Hảo ấy. Ngon lắm anh em. Quá là ngon luôn, cho cay vừa đủ, mình không cho hết gói cay, đúng là theo kiểu lẩu thái hải sản ấy, cũng có vị hải sản. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Bạn nào muốn đổi khẩu vị ăn mì Hảo Hảo nhiều cũng chán đúng không? Đấy thì có thể mua mì này thay đổi khẩu vị khá là ngon. Link mua mình sẽ để dưới video này nhé. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm mì lẩu thái hải sản giá rất là rẻ, gần 60.000 thôi cho 30 gói. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Và thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Mời anh em nhé, mình chiến nốt cái nồi mì này thôi. Ngon quá, xá là ngon.